Ôi, chào anh em nhá, chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Ôi, anh em đâu hết rồi? Để thông báo chậm thế à? Chào Quốc Hải nhá, chào Clyde, hello mọi người. Vừa mới like Gani PC ở trên fanpage xong nhảy qua đây luôn đây. À, xưa nay anh nghe nói là anh em không đi diễn võ được, nên là buổi tối này đi đông lắm, phải làm nhiệm vụ mà anh em. Được, căng buổi tối này lắm, tim căng lắm đây. Nabito không mang trọng thương à? Ừ, không đam cái khác thôi. Nabito không đam trọng thương anh em ạ. Đúng rồi nhé anh em. Một hai cái chết thằng cha này chết. Ừ, chào em. Nó chưa hiện thông báo anh ạ. À? Ừ, nó bị sida cùi bắp lắm. Anh em nhớ like clip giúp mình nhá. Thì mà không mạnh rồi. Em Đạt hay xem live? Ờ, chào Đạt nhá. Hello Đạt, cảm ơn em. Mời anh em vào xem live diễn võ 70-48. Ồ, thế khả năng tí gặp đấy. 70-48 là có gặp 50-50 không nhỉ? Thì hôm nào châu châu tí đi lên server bem nhau. Hôm nay là do buổi trưa nay nó game bảo trì quá giờ diễn võ, nên là các bạn top không diễn võ được anh em ạ. Nếu đăng ký reset YouTube một lần nó hiện lên like của anh à? Anh chả biết à? Anh không biết à? Thì nó thông báo cho em liên tục này, thông báo điện thoại này. Cây ai nó thông báo chậm em hiểu không? Thông báo rất chậm luôn. Ui, nhưng mà buổi trưa anh em không đi có khi nào tối này toàn nick bé không? Mèo. Này gà mờ hay sao? Con. P đi cho nó nhanh, nhiều khi P nhanh hơn anh em. Nick phía sau châu hơn. P châu hơn bởi vì à không chết rồi. Chết đâu. P nhanh hơn bởi vì nó bắn được cái thần báo, nó lâu mình bắn mít nó còn đỡ ấy, nó tơn luôn kìa. Hay em anh nước gơi à? Ok em. Ok luôn. Anh đam để anh ván mới em ạ, cho nó lẹ. Ôi không chết luôn. Đấy, con thỏ ngọc. Con thỏ ngọc cái trâu vãi. Ừ, mình bắn ít tia quá nó không chết được. Má. Ừ, khỉ nữa, quên quên. Ăn chơi pết khỉ, may mình có cái chống đào không u cái đầu. Gani cán mốc 4 tỷ rồi à? Ừ, tự nhiên mọc đâu ra không thấy top lạp. Ừ, bạn đấy hay ghê, tự nhiên top lạp liên. Chào Nguyễn Hạnh Phúc nha. Này thần báo tiếp. Làm tơn nhỉ. Ôi, băng như coi như gió đấy làm sao băng được, đồng đội đổi gió. Đổi gió đồng đội. Hay cả thần tốc đồng đội không đổi gió thì làm sao mà có góc băng được. Nhiều khi đồng đội khá bóp đúng không? Mà chắc thằng cha kia chắc gì nhặt sinh linh. Lười không nhặt sinh linh. Nhân tố mới à? Ác đấy lâu lắm mà tôi cũng không thấy tự nhiên là ác nào không biết. Tự nhiên cách đây tầm 1-2 tuần anh em bảo, một tuần hơn thì đấy anh em bảo mốc đạt 40k nhanh nhẹn gì đấy mới biết. Con đại sư làm gì mà đầu game khiến anh mất máu vậy anh à? Anh không mất máu mà anh tăng giới hạn máu nên em hiểu không? Tăng giới hạn máu tức là cái cọc máu anh đang chỉ là 1 lít chẳng hạn thì nó sẽ lên 1 lít mốt. Chưa có team mạnh ta. Anh em nhìn đây 690 này. Đấy. Máu vẫn thế chưa?
Aquap cũ à? Đâu Aquap cũ đâu phải đâu. Aquap cũ là khác rồi. Bắn đích đằng trước thì chết hơn. Aquap cũ là khác. Mạnh quá. Ôi hồi phích lên vẫn chưa trúng. Má, đấy, lý do đấy là tại sao mà tôi phải bút để cái thần tốc này đỡ cho mình đỡ bắn mid. Rồi là trúng rồi. Chào Nguyễn Minh Thái nhá. Chúng nào một P cho bạn ấy tự sát ấy. À mà P có khi có tơn tiếp ấy. Biết à? Ui rồi vãi cả đào. Vãi cả đào. Vừa đi học về vừa xem anh luôn à? À quên đấy, bảo mấy lần on nick bọn này đi diễn võ cùng mà quên mất anh em ạ. Giờ nhìn thấy nick bọn đấy mới nhớ ra. Đấy, mấy lần bảo chơi hai lick để bắn nhau mà quên bố mất. Chưa mọi người không đi diễn võ, tưởng tối gặp nhiều top hóa ra lại toàn nick bé anh em ạ. Không như chúng ta nghĩ đâu. Không như chúng ta nghĩ là tối sẽ gặp nhiều top rồi. Toàn nick bé xíu luôn lên này chứ không phải bé bình thường nữa. Bé xíu luôn. Sao em đi học cái gì giờ này mới về hả Thái? Xíu 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 xíu. Một hit là hẹo rồi. Học thêm ngôn ngữ mới à? Em học ngôn ngữ gì đấy? Anh thích bé bé nhỉ? Học thêm được cái gì khi bắn nhau không anh ạ? À? Vợ chồng máu em ơi máu em nhiên hôm nay gặp mấy bạn bắn cái chết toi luôn. Bộ đột biến mới đẹp mê hồn à? Ủa chưa nhìn thấy luôn, có bộ đột biến mới chưa à? Bảo sao hôm nay anh bán xu thấy mấy bạn nạp 5 triệu, chắc là để lấy bộ mới đấy. Giờ anh đi đúng kiểu hành gà luôn đó anh à. Anh đang kiếm team top để bắn mà tại hôm nay mọi người bảo là tối hóng Đức Anh đi diễn võ. Vì buổi trưa là nhiều các top họ nghỉ không làm nhiệm vụ đấy. To dần dần đây rồi. Nick No hay Nick Vingroup mạnh hơn à? À anh đã tôi nghe điện thoại của cái nhé.
Hello anh em nhé, vừa nghe điện thoại có tí việc. Thấy nick Phúc chỉ số ảo mà. Không biết à. Mấy gọp ở anh mới tắt ọp cái đã. Họ mua không em, không mua thì để anh vào chơi tiếp à? Đây để em hỏi đây. Đấy, lấy bạn ấy chuyển tiền rồi quên chưa báo. Đây, bắt đầu tim to dần dần một tí rồi đấy. To hơn một tí đấy. Tôi thua mạnh rồi. Hơi mạnh tí. Nhẹ tay thôi. Nick ông top 1 liên mà toàn thấy Facebook đi bán đồ item liên ảo vãi. Tôi chả biết nick của bạn nào luôn ý. Tôi từ hôm các bạn bảo không chiếm nick của ai luôn. Ngày trước hay soi top liên mà lâu lắm rồi. Dạo này kiểu công việc nhiều ấy, tập trung làm ăn, kiếm tiền, thể dục thể thao nữa. Không núp được. Anh bắn người ta hơn 100k còn người ta bắn anh thì gây được một đam, chơi bời gì à? Đâu chưa gặp top thôi em. Anh đi nick này bây giờ, team này bây giờ không phải là team anh đặt là top liên thôi, nhưng mà liên server bây giờ khá nhiều team chơi được team này đấy. Tất nhiên là chơi bằng thực lực thôi, chứ còn bắn nhau nó hên xui nhiều cái, trình độ nữa, hên xui lắm. Chủ á, các bạn Phúc à? Hồng Phúc à? Phúc có hai bạn, bạn Đỗ Phúc trước ở trong Sài Gòn với một bạn là Phúc ở Gà Vườn, trước anh cũng biết hát cua. Anh Tùng anh vào đi, bạn ấy không mua rồi anh ạ. Anh vào đi, anh đổi mật khẩu hộ em, anh biết đổi không thì tí em đổi cho. Hôm nào muốn ác top liên 70-70 cuốn hơn à? Cuốn là tùy anh em ạ, có team hay không, có đầy hôm tôi đi 70-70 có team đâu. 70-70 đầy team mà. Giờ 50-50 nó nhiều. Ác là ác Trung Nguyễn Gà Vườn cũ à? Đủ bạn ấy deal một phát từ nick đấy lên nick top luôn. Ghê ạ. Thế có mà chả làm đống tiền. Ông nạp trăm lai củ à, trăm lai củ chắc bạn Lâm nick anh livestream không nọ gì 35 đúng không? Tính ra chưa bao giờ đi bắn nhau bốn người, có mấy map bắn bốn người vậy anh à? Ngày xưa có mà giờ nó không có, giờ có ai bắn nhau đâu. Rồi ai bắn 44 nữa. Nhớ lần gần nhất là những cái năm lúc anh mới like. Ôi thôi mít. Má. Đùa. Lúc anh mới chơi mới live stream ấy. Thời anh mới live stream là lúc đấy đi 44 nhiều team lắm. Còn từ đấy giờ chả có nữa. Ui nó đam kìa. Nick Namito này do không gia hạn hai cái này với cái này nên họ đam thấm lắm. Ui, nó đam kéo chết đấy. Ôi, sao bắn khỏe thế nhỉ? Sao tự nhiên tôi thấy mình bài cam mà sao họ bắn đau thế nhỉ? Mới này nó ra cái gì mới đam đau hơn không?
Cuối cùng cũng gặp đối thủ thật sự. Đối thủ gì mình anh cân đôi. Vâng, anh cứ chơi tạm đi, tí em đổi sao anh em đang like không đổi được. Rồi tuột bàn phím rồi. Tại sao tôi không đam mà chống phản đam? Chơi đào anh em ạ. Chống đào như hết tơn này sao nhỉ? Thế là quên hết tơn rồi. Không đam rồi. Đam đào chết vắt. À, có tơn mà không bay có giết. Ồ, lúc kỹ người ta. Mít khá luôn. Chạy liên kích à? Núp vào đấy để chờ cơ hội nhưng mà không được nữa rồi. Tơn trước qua ngoắc luôn thì đẹp. Game vẫn không thiếu đại gia. Ừ, game mình đầy mà. Game vẫn còn, vẫn còn người chơi thôi mà, vẫn còn người nạp tiền thôi mà, không hết được đâu. Nhưng hôm nay team kiểu chưa thể gặp một ông tốt nào luôn đấy nhá. À, thôi sao hôm qua tầm này mình mới like mà. Đố các bạn biết set này mang tên gì? Không cần Ngọc An nghỉ luôn à? Ừ, Ngọc An nghỉ rồi. Hôm trước bạn ấy gọi điện cho tôi bật loa ngoài để cho vợ nghe. Anh ơi em lâu rồi em có lạp game không anh? Không có lạp đâu, bạn ấy bỏ lạp luôn rồi mà. Trước đúng ra thì bạn cũng định chơi đấy, đợt bạn ấy định chơi thì kiểu chỉ nạp 20 triệu nữa sẽ được làm lại ấn. Cái hack này mà làm lại ấn là sẽ lên tương đối tốc nữa, nhưng mà bạn ấy không thích nạp được đấy. Bạn ấy bảo nếu lạp kèo anh chỉ lạp chỗ đấy tầm 10 triệu thôi, nhưng bạn ấy bảo em không lạp bởi vì kiểu bạn ấy bây giờ game mình các thứ nó ra nhiều quá, nó dễ quá ấy. Bạn ấy bảo không không nạp nữa, thích có khó một tí như hồi trước. Giờ cái gì cũng dễ, anh em thấy giờ tốc lên ầm, chỉ số lên khiếp luôn. Tốc ngày xưa tốc là cái thứ xa xỉ, người ta nhìn vào một con ác, mà bây giờ tốc lên ầm, chơi lên cả nghìn mấy tốc, full tốc, dư mấy chục cái tốc. Ngày trước chơi biết bao giờ mới được một cái tốc, nó khó nó mới vui. Bởi vì tốc này nó rất rất là nó ảnh hưởng rất nhiều tới một trận đấu ấy. Tự nhiên mọi người kiểu lạp nhiều, mọi người lên dễ quá đó. Nó bị chênh lệch nhiều. Thế nên là bạn ấy chán. Đúng ra game như này thì nhiều người là khỏe, nhưng để như cũ thì sẽ bền hơn. Nên chơi nó khỏe hơn. Bây giờ cả mới nhiều đồ nhiều đồ chơi, giờ anh em nó nạp cả bao nhiêu tỷ từ nước trước, giờ anh em gà mới đầu tư cũng có thể nhiều nhưng mà cũng không bằng mấy nick bạn cũ được, bọn nó lên nhanh quá anh. Như hồi trước bạn An bạn ấy cũng chơi rất là nhiều, nhưng anh biết series ấy đúng không, chơi nó cuốn, chơi mà nhức lên ác nhức não luôn. Bây giờ chơi nó hỗ trợ ấn liên tục liên tục dễ quá, lấy ấn dễ quá. Một số thứ khác hỗ trợ là cái gì nó cũng dễ luôn, nó không 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 có phải suy nghĩ cái gì,
xong rồi tình trạng một vài tình trạng nó hơi khó nói trong game ra là nhiều lúc. Thời nào thời đó thôi, anh biết mà, nhưng mà mình cứ ra chậm chậm một tí nó vẫn hay mà, ra chậm chậm thôi mọi người vẫn nạp vẫn lên ầm ầm mà. Nhờ thôi game mình bây giờ nó cũng không được như trước, nên bây giờ chơi kiểu đấy để kích cầu các bạn gà mới chơi nó cũng, và các bạn chơi sau cho game nó xôm cũng được, anh em có thêm đối thủ. Chứ bình thường các anh em nhiều khi đi bắn nhau top gặp đối thủ khó đúng không? Và bây giờ thì cái top gà mới có nhiều ác, thì chúng ta gà cũ chúng ta sẽ có đối thủ. Thế ông chơi PC Origin à? Tôi mỗi game tôi chơi tí. Là đặc biệt thứ năm tuần sau anh em nhá. Thứ năm tuần tuần tiếp theo này này sẽ ra gà đặc biệt rồi. Anh em chuẩn bị lúa đi, chuẩn bị nghiên cứu lên ác đi. Tôi lại tiếp tục series cày con mới. Nhớ các bạn có nạp kèo, mua thẻ, mua đồ thì liên hệ nhé. Anh đang làm gì á? Công việc của anh á? Phụ hồ em ạ. À sao lại tự sát à? Như bạn bảo lô mua này, lâu lâu bảo trì như này, lâu lắm hay không like lịch bảo lô mua nữa rồi. Nhiều team nhưng mà có nhiều quá, nhiều quá là mình đi bắn các team to không thấy luôn. Đó, người à. Chào Hoa Anh Đào nhá, hello em. Đấy nhiều quá thì bây giờ mình tìm đối thủ nó cũng khó này. Bây giờ ép full công đa phát chết luôn không anh à? Khó đấy, nhiều cái khó đấy. Server đặc biệt bắn nhau với bọn trong server. Đúng rồi. Bắn nhau bọn trong server thôi không? Nói chung chơi tầm tháng hơn tháng là vui. Xong lại về gà cũ chơi. Anh em nào mạnh, anh em nào khỏe thì chiến tiếp. Đợi thằng Tú Châu Mai xem có qua cày tiếp không. Tú Châu Mai đang bán ác rồi. Để xem anh em mua xem. Nãy qua có một Tú Châu Mai mới. Đặc biệt bên PC à? PC Origin cũng có đặc biệt mà. Bây giờ game kiểu hai game nó đều có những cái giống nhau. Đặc biệt cũng hay, có nhiều đồ chơi vui mà, chơi được một thời gian anh em ạ, chơi một thời gian vừa vừa. Hỗ trợ ấn là sao ạ? À tức là em đen ấn đi em làm lại ấn này, là những cái ấn em tẩy bị chẻ bị hỏng rồi thì em làm lại ấn, người ta trả lại em ấn mới để em tẩy tiếp ấy. Em để em tẩy tiếp cạnh. Mình đang khả năng không chết được bạn nào bên kia đâu. Nick này nó chưa full đồ, nick nick Namito này full đồ lên mà bắn cũng mạnh ấy chứ. Chết đâu. Chết. Vậy thì làm hoài thì các bạn ấy ngày xưa thì nó 6 tháng là một lần. Hồi đầu thì khó nhá, sau cho 6 tháng là một lần. Xong bây giờ thì nếu các bạn ấy làm nhiều thì tháng làm một lần nó nhanh lắm anh ạ. Một tháng 100 triệu làm một lần nhanh lắm. Người ta vừa làm nhiều, người ta có nhiều ấn xong người ta làm lại liên tục nhanh lắm. Hơi mít à? Ây à.
À không chạy dơ mà bạn này không cầm ấy à? Không hỗ trợ ấn được nhiều như vậy ấy, thì nó hoặc 3 tháng một lần đấy thì nó đỡ. Rồi các bạn ấy tháng lần nạp 100 củ làm liên tục cho khó. Tháng như một lần. Thế các nick kia mới lên nhanh được chứ. Chính ra mấy nick top 1 top các thứ bây giờ làm chắc gì đã nhiều bằng mấy nick cũ ngày xưa đâu. Không nhiều bằng được. Nhưng mà lên nó dễ hơn. Tốc lên nhanh. Vừa vừa thôi, anh em nạp nhiều thì đồ nhiều hơn là đúng rồi, vừa vừa thôi. Cũng như các bạn ấy full tốc bây giờ làm cái gì đâu, đúng không? Kể ví dụ như bạn nô bạn ấy đầu tư thời gian vừa rồi rất mạnh nhưng mà cũng chưa full được, còn khoảng 2 lần làm ấn nữa chẳng hạn, đúng không? 6 tháng. 6 tháng nữa thì nó mới full là ok. Chơi. Ngày xưa tẩy một tốc mà khó anh em ạ. Tẩy một tốc khó. Nên được 4 tốc là phải sướng đơ cái thằng người ấy. Như kiểu mà vừa kiếm được vài chục củ ấy. Chơi với căng. Bác sĩ Chiến. Mộc Ly à? Mộc Ly này. À, tìm này mạnh đấy em. Chắc chuẩn bị ra ấn truyền thuyết ạ. À? Ừ thế thì tốc lại cao quá. Full tốc rồi, ừ full trước rồi mà anh biết full trước, ý anh ấy bảo là kiểu kiểu như đợt đấy ra đừng ra full nhanh quá từ từ thôi để cho bạn nô độ đôi tháng nữa lên full thì chẳng hạn. Ôi hỏng rồi, như này không ổn rồi. Đào như này đích được anh em ạ. Tại sao mà tôi không đào anh em, tôi đào là tôi thua luôn. Bởi vì tôi búp đào nó có sẽ có cái chống đào. Mà có cái chống đào thì sẽ không đào được. Có lấy 1-1 thì đẹp nhỉ. Đào ngồi. 1-1. Làm gì ơi? Nhiên. Nó khỏe phết nhỉ. Mình chưa p mấy không làm chết được. Nát cao lưỡi không, để anh xem đó nha. Búp hơi ít đam. Bác sĩ Chiến không biết à. Châu ghê.
tăng hình là khỏe phết anh em ạ. À, hơi thừa. Hơi thừa. Phân thân nhưng mà thôi. Anh ơi, mình trị pet hổ bằng pet nào ổn nhất à? 50. Khệ sư này. Con hổ như giờ không ăn được con quỷ vương hay sao không biết đâu. Không thể nào quên. Chào Nari nhá. Chào Hương nhá. À, đủ làm gì đây? Đào à, đào à. Kích bầu chưa? Trời. Không bật miễn khả, không bật ấy luôn, không bật thần báo luôn. Nó phải nói là cụ đi rồi. Vãi, không bật thần báo. Rồi cứu bạn ấy rồi. Tốc đâu? Máu có vẻ nhiều đấy. Rồi cứu luôn. Ây da, trâu phết nhỉ. Má. Đùa hả? Chạy cái gì đây? Không chết. Kiểu không chết nữa. Nếu nó vẫn xếp theo lực chiến như cũ còn dễ hơn chứ xếp theo cấp là toàn ép cấp à. Lực chiến như cũ thì mấy ông dưới dưới 5x thì dưới 48 mà gặp 50 thì chơi cái gì? Chấp châu gấp đôi. Mấy ông lực chiến mà tầm 1 tỷ gốc đi gặp ông 30 2 tỷ vẫn chấp. Chấp luôn. À, râu 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 ái thi ấy, nick này khỏe phết đấy. Ghép theo lực chiến thì top 1 tiếng được một trận. Không có góc ngược nhỉ, có góc ngược tôi đa phát xem nào. À, không có góc ngược. Ai thi VIP 5 rồi, đúng rồi, đấy đấy. Kẹt. Ui gió này. Nó to thế nhờ. Như thế lấy cho đích này góc ấy. Kẹt. Bay lên đây anh đam chết đấy. Đấy thì.
vừa xinh vừa dễ thương, nhưng mà tất cả chỉ là một con mồi của anh thôi. Anh đùa đấy, nó bay đẹp đấy nhở. Anh tên Đức hay tên Anh à? Anh có hai tên, một là tên Đức hai là tên Anh, em chọn đi. Chết rồi. Địch đam nó mà không có góc. Ê, không dụng à? Bắn súng ngắn chạy mít mà còn tích này chết luôn. Đỏ đấy em. Nhưng không sao, anh đam chết em rồi. Thì có biết không, thì khi anh đang cô đơn thì sẽ nhớ thì thôi. Áng Nobito có bán nhưng mà có người đặt cuối tuần này mua rồi. Chắc gì đã mang phân thân vào phân thân. Hay. Hay đấy, giờ có một cơ hội cho bạn ấy này, tôi sẽ không bê. Giờ bạn ấy bắn trúng tôi thì bạn ấy thắng. Ồ, được, vẫn còn cơ hội. Giết đi em. Giờ bạn ấy bắn trúng mình là thua đấy. Chơi. Ồ, mình gọi cho đối thủ một cơ hội đấy. Mình nhìn Đức Anh nắm Gunny mà nghiền bắn đâu trúng đó à? Vâng, không thấy vua phản kích anh em ạ. Rồi. Rất chính xác. Má, thế thì thua là cái chắc của em ơi. Chạy hai lực à? Rồi, như này gọi là góp phần và giết đồng đội mình. Thế, đỡ quả này nó phản đa mà chết đấy. Bắn trúng vào đấy là chết đấy. Trúng hai phát, một phát hấp thụ đúng không? Một phát. Còn Roxy đấy. Tuyển thủ đấy anh em ạ, tuyển thủ đấy, tuyển thủ thầy giáo Rosie tham gia các giải đấu lớn nhỏ Việt Nam rồi. Bắn ngang tôi đấy. Ô, kéo được không đi. Sắp bỏ game mà. Bây giờ vô địch Việt Nam thì cũng bỏ em ạ. Mình phải đặt ra một cái mục tiêu chăm chỉ lên. Ở nó đâu rồi? Mình đứng ở đây tầm này có muốn bắn trúng khó nhỉ? Chào Kiên nhá. Đó. Nó chạy đâu rồi nhỉ? Sao không mang cái cue đấm của đại sư vậy huynh ạ? À? Đây giờ mang đây. Khá đen cho thanh niên. Em đã rất cố gắng rồi. Tổ quốc sẽ ghi ơn em. Tôi chết mẹ rồi, sao nó khỏe thế nhờ? Ơ thằng này, thằng cha bổ mẹ sao nó khỏe thế nhờ? Nào rồi, không giết được nó rồi. Chưa chạy rơm hay sao ấy. Ồ. Khỏe phết.
Chưa đâu. Chưa đấy. Mình lá mày đỏ anh em ạ. Nó trâu. Đánh đạo thủ đâu anh á? À, ừ nhỉ, hay đánh đạo nhỉ. À, không có đâu, đỏ đen mà. Con đại sư này nhìn như có kill đấm một phát mình mất. Đây này, giờ anh cầm nó này, anh đấm cầm nó để đi đấm nhau nhá. Bỏ cái này ra đây, như đợi anh ngủ cái vẫn chơi dinh à? Có chứ bạn. Ok. Vô. Công phu đại sư chơi PB không thấy Đức Anh xài kỹ năng. Đây đây, giờ xài đấy. Bởi vì sao anh em ạ? Mà xài cũng được, không xài cũng được. Bởi vì nick đồng đội của tôi bé, tôi xài chiêu đấy là coi như tôi chết thì thua tới 99,99% mà. Bạn này hay mua xu của mình này. Bạn này đến từ gà Thỉnh Kinh hay sao? 14 tuổi là Thỉnh Kinh đúng không? Rồi nhiều bạn bán đi. Mai bạn ấy còn mua xu. Đùa chưa, mình xong nhiệm vụ rồi. Chết vào này đi để kiếm team mạnh mạnh hơn. À quên, phải mang xuyên giáp nha bạn. Chơi cùng bạn phải cầm xuyên giáp. Cầm xuyên giáp. Anh biết mà. Trời này luôn. Nãy giờ có xài máu cái nào đâu nhỉ? Hy sinh thế này phải mua xu ngay thôi. Chuẩn đấy anh em ạ. Thôi làm vẫn tự sát nhiều vẫn nữa. Tại vì gặp bạn ấy tôi cũng bắn cái chết à, nó không vui mà nhiệm vụ tôi xong rồi. Thằng bạn em hồi đi học làm thêm phụ hồ về là ngủ không làm đồ án, vẫn thức xem livestream mà. Thằng bạn em á, thằng ấy nó không lo làm đồ án thì nó trượt thì anh làm sao mà cứu nó được. Bây giờ mình sống phải tốt lên chứ. Bây giờ xem like, anh em xem like của tôi 575 sau mà xem được 575 ấy, tức là những cái ông mà xem từ đầu tới bây giờ, hoặc là các ông xem từ bây giờ tới 575 sau. Tự nhiên các ông bảo liên hệ với tôi, bảo anh ạ, ngày xưa nhờ xem live của anh nửa đêm em đã cố gắng, em chăm chỉ hơn, bây giờ em đã trở thành tỷ phú rồi. Thôi hôm nay không có gì để đền đáp anh thì anh đọc số tài khoản đi, em chuyển anh đôi tỷ, anh lo cuộc sống. Rồi hôm nào em lo việc xong em về em mời anh đi nhậu. Không không nhiều anh ạ. Chỗ đấy anh nhận đi cho em đỡ ngại.
Không nhiều đâu anh, đang em làm phút mốt thôi. Thế có phải anh sướng không? Đang gặp thêm bé này. Ừ? Sao lại không trúng ông kia nhỉ? À, nó bị lẻ à? Ôi dồi. À, ván mới anh em, đang cho nó lẹ. Giờ bắn không 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 trúng hắn là hắn sang đào kéo chết đấy. Thì chết rồi, thiếu rồi. Đức ơi là Đức. Anh cũng hết giờ mất rồi. Rồi chết rồi, sạc cái điện thoại. Hắn sang cho mình bắn đấy anh em ạ, chứ hắn không thèm đào. Ước cặp ông Đức một game này, ông phải xin cái ván. À ông chị nick của ông chị nãy chưa kịp ngon, phải like để có gì like sau nhé. Ui rồi, à Phượng Hoàng Băng à? Thì bao lâu mới thấy con Phượng Hoàng Băng anh em nhỉ? Bao lâu rồi mới thấy đấy. Đấy, game chỉ từ thời Phụ Hoàng Băng này đổi về trước thì đẹp nhỉ. Thứ năm tuần sau ra cả đặc biệt anh em ạ. Để kiếm bạn Châu Châu xong rồi xài chiêu đấm này, nhưng mà tay nào mà nó đi săn mình nó cầm kháng xuyên giáp à? Ừ, nó cầm ngọc gió thì tôi khóc. Nữa hả? Server Thanh Long à? Server Thanh Long. Anh có biết tên là gì đâu. Vậy ra Thanh Long, nghe tên Thanh Long lại chuẩn bị ra pet Thanh Long rồi nhỉ? Annie bây giờ người ta cũng thiên vẻ đẹp anh em ạ. Giờ các vũ khí và các trang phục bây giờ nó thiết kế rất là đẹp, rất là lộng lẫy, phù hợp với giới trẻ bây giờ. Và ra như anh em mình, như các anh em mình từ ngày xưa đến giờ, mấy cái trang phục hay mấy cái vũ khí này khen cho nó vui thôi, chẳng bao giờ thay thế được các vũ khí huyền thoại với những người chơi như hồi trước đúng không? Nếu mà để nói anh em mà thật sự mà để so sánh Cửu Âm Phượng Thiên với lại kiếm thánh Thanh Kiếm với lại dăm ba cái chiến thần thì làm sao mà so được đúng không? Chẳng qua là bây giờ cái meta của nó quá mạnh thôi. Chứ nếu như mà chả gặp team nào mạnh nhỉ? Nay lắm người đi quá thành ra lại anh đi xong rồi. Giảm cái tỷ lệ thắng thôi cũng được. Ủa? Sao lại thế nhỉ? Tự dụng chết luôn này, bây giờ tự sát nó phải có nghệ thuật. Làm sao mà có thể thay thế được. Anh em thấy pha tự sát nó nghệ không? Kiếm bạn mạnh mạnh chơi. Giờ mình chơi game có nhặt được cái gì trị giá tầm chục triệu không anh em, như kiểu bung búa ngày xưa không? Có. Nhặt được con khuyển nhỉ, quay free được khuyển. Nhưng mà đấy toàn event tiêu thôi, phó bản làm gì có đúng không? Chỉ có giờ chỉ có quay dương với lại chơi kho báu mê cung thì chúng thì may ra, chứ làm gì có cái gì nhỉ? Hôm nay anh nghỉ Phi Long thì tiến fan này. Anh có tí việc. Rồi, có ván cuối này, ngon đấy. Bốn bốn của búa và boom nhìn nó vẫn đẹp. Đang là vũ khí huyền thoại đời đầu mà. Những cái gì mà nó đầu tiên thì chúng ta chơi nó vẫn sướng. Mình đang định bảo cái thằng này bắn vắt chết mà nhìn nó kìa. Trông nó gớm thật đấy. Ôi thì thiếu rồi. À, trúng luôn kìa. Mây, mây là ác
Mạnh ấy đúng không? Một ngày anh lại về nơi thăm tiếc bao quên ván cuối chủ yếu tôi test cho anh em cái skill của con Kung Fu đại khuyển này. Ôi thừa rồi. Thừa được không? Thừa xíu không? À chết nó rồi. Rồi, thấy chưa? Thấy nó đấm chưa? Đấm vỡ alo luôn. Anh biết tại sao mà tôi chỉ cộng một thôi mà tôi không rút thêm đao hay làm gì. Rồi, tự sát luôn rồi. Má. Đấy, xem nó đấm chưa? Đúng phát cuối. Chưa tàng hình đấy, đấm hơi bị đau quá. Lamito không lên giúp 14 à? Mình cộng một để nó cho nó chạy cái này anh em ạ. Tức là bắn nhiều thì sẽ mất turn với bạn nhỏ, sợ bạn ấy đào chết. Nên mình bắn cộng một để cho kích cái bị thương này. Khi chúng đề kê mà tầng hiệu quả bị thương này thì đồng đội mình sẽ được hưởng anh em ạ. Mình cộng một thôi là đồng đội đã được hưởng rồi. Mình thì đam ăn thấm đi đâu, cho đồng đội đam ấy. Kiểu kiểu như vậy. Này. Một trong những cặp lấy một trong những nick lấy cặp nhẫn 13 đời đầu này nha. Chơi nỏ thần à, hết giờ rồi anh em ạ. Mình ọp đi tắm phát anh em ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi live ngày hôm nay nha. Hôm nay khá là hào hứng để livestream vì buổi trưa ngày hôm nay game bảo trì, anh em không thể đi diễn võ làm nhiệm vụ được. Cho nên là tất cả anh em sẽ tập trung chơi ở buổi tối. Hóng có nhiều team mà không được như mình muốn lắm, là không có team mấy. Ơ sao lại báo sự kiện trực tiếp đã kết thúc nhỉ? Ủa? Anh thấy em bắn hay không? Hay mà thừa có hai lực thôi chứ mấy. Chơi game mà bắn nó cứ chủ yếu là cái kéo lực cũng là một kỹ năng đúng không anh em nhỉ? Kéo lực chuẩn hay không? Ra bình thường ai cũng kéo được nhưng mà lúc tâm lý khó kéo lắm. Hôm nay nghỉ ca lữa Cường Nguyễn ạ. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Hôm nay đi làm việc một xíu, ngày mai hẹn anh em mới ca. Em kéo lực cùi lắm à? Ừ. Kéo lực là thứ rất quan trọng. Chào Tân Hoàng nha. Nếu như mà chơi như mấy bạn tun ấy là nó có cái chế độ bấm V anh em ạ. Bấm V và bấm DLT. Kể ra game Gunny mà tun cho cái ông lực góc để bắn trúng nhưng mà không cho cái ông bấm mấy cái phím đấy thì cũng hên xui đúng không? Để cái ông bắn ngơ 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 kéo mid thì thôi, chỉ có thua thôi.
Ý, thằng cha nào đây? Quang Rambo à? 15 cơ à? Khỏe không nhỉ? Não với tay độ chế ơi nào. Đào, đào chết á. Em nói sớm anh đào rồi đấy. Anh tính chơi cuồng bạo nó mà nhưng không biết nó có cầm mấy không? Không biết là nó có cầm Ui, chạy xa thế thanh niên. Ồ, bài đen à? Mày là bữa ấy, chơi nó nhanh không nó chơi mình trước anh em ạ. Bài đen nó đam to thủ yếu. Chơi luôn, không biết nó cầm kháng gió không? Cầm kháng gió là thua, mình đam là không chết rồi anh em ạ. Chơi luôn, thế bỏ quá rồi. Thấy mẹ rồi bán hai viên thấy chưa, chiều này vẫn vãi trưởng anh em ạ, tắt điện ngay và chiều cuồng bạo này vãi trưởng. Ê, nhận thưởng lung tung phí. Chiêu cuồng bạo này có đáng để mang theo trong PB không à? Tùy trường hợp anh em ạ. Thì mình bảo rồi, có những trường hợp mình xài chiêu đấy xong coi như thua luôn, mình kết hợp thì được. Đấy, nó đổi đổi ma ngọc rồi đấy. Thằng cha này đổi ma ngọc rồi đấy, để thứ kệ có chơi. Nếu có một ngày xảy xa. Chủ này bán tay hay đấy. Thế là quên ta sẽ cùng nhau. Anh em gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Ồ, thì chết rồi. Mẹ, nó chạy cái gì đây? Tóc đẹp trai à? Đâu? Xù lên đi. Rồi. Thua tới 99 và 99. À, không. Nó phản đam chết. Ui, nó hồi máu rồi. Không được rồi. Bay qua đi tôi ông ơi, ông bay qua mẹ đi, ông bắn hụt quá. Hôm sau anh không phản đam cái chết nó luôn, cày thế nhờ, để rủ bọn này hôm sau diễn võ. Thằng cha này cũng mạnh phết anh em, là đi cặp này để săn mấy cặp top đầu như kiểu đại ca với lại G63 ấy. Cặp đấy để chiến đấu. Cảm ơn mọi người nhiều nha, anh em nhớ like clip giúp mình nha. Hôm nay ăn bụi gai nó mới hay à. Ừ, đấy. Skill chủ lực của Pet mắc đam vậy có, để các buổi live sau tôi chịu khóa mang đi nhá, nhưng mà chơi bình thường mang thì được. Riêng tôi mà cầm đi là anh em nó cầm hết kháng xuyên giáp anh em ạ. Tức là cái xuyên giáp này chúng ta đã là nó là xuyên giáp nhé, cái cuồng bạo này nó cũng là nó giống như kiểu bỏ qua 65 phòng thủ, nó như một cái xuyên giáp anh em ạ, nó cũng là một cái xuyên giáp
Và bây giờ các loại ma thạch, ma ngọc này nó có một cái loại gió, đây là khi kích hoạt đủ 5 cái xung quanh, đây là tôi đang chưa đủ 5 cái đỏ, nếu 5 cái đỏ thì nó sẽ mạnh hơn. Đây hiện tại là mỗi lần bị xuyên giáp sẽ tăng 24,5 24% giảm thương, nếu như mà đỏ nó 26 hay bao nhiêu tôi cũng chẳng biết, hay 30 đấy, thì thử xem nào. Gió à, gió là màu màu xanh à? À đâu, màu này là đây rồi. 27 em, 27%. Đấy, xong rồi các kill nó cũng có kháng xuyên giáp, ví dụ như chiêu này à, chiêu chiêu nào nhỉ? Đây, ví dụ như chiêu này khi đối thủ mang chức năng kháng xuyên giáp mà. Đây là kháng xuyên giáp 10% này. Đấy, nó có các chiêu của pet vốn nó đã kháng xuyên giáp. Ngày trước cái ở kích skill nhẫn người ta còn kích kháng xuyên giáp ở nhẫn nữa. Nên là người ta ít dùng. Hôm nay nghỉ nhá, Tiến Hưng à, Gunny VIP đang bị reset, hôm nay mới hỏi đây không biết như nào. Cảm ơn anh, tuổi thơ của em thời cái nét cỏ à. Anh cảm ơn nhá. Anh cũng họp đây. Gunny giờ còn nhiều người chơi không à? Bỏ lâu lắm rồi. Cũng khá nhiều đấy anh em ạ. Mình off cái nhá, có tí việc. Anh em chơi anh em kéo xuống à quên này, quên bổ dũng mấy bản private. Anh em muốn trao đổi cái gì anh em liên hệ theo Facebook, số điện thoại dưới tả clip giúp mình nha. Xin chào.